Bây giờ để thực hiện đưa những cái tính năng cao cấp lên trên dòng sản phẩm này thì việc đầu tiên anh chị và các bạn sẽ cần nâng cấp lên một cái phiên bản. Thì thường những cái tính năng này nó sẽ hỗ trợ từ phiên bản iOS 18.0. Nhưng nếu mà mình muốn sử dụng được tính năng game cuộc gọi Apple Intelligence á, thì mình sẽ phải nâng cấp lên phiên bản 18 Beta 4. Ở đây anh chị thấy em đang cái sử dụng phiên bản là 18.1 ha. Đó, tại vì phiên bản 18.1 này mới hỗ trợ Apple Intelligence. Rồi, thì làm thế nào để nâng cấp lên thì rất là đơn giản thôi. Mình sẽ sử dụng máy tính ha. Ở đây thì anh chị và các bạn có thể kết nối với cái máy tính. Trên máy tính thì anh chị và các bạn sẽ để ý ha. Mình sẽ sử dụng công cụ Powtool. Thì đây là cái máy của mình. Để nâng cấp lên phiên bản Beta 4 á, thì mình sẽ qua cái chế độ Smart Lab nè. Đây, thì ở đây nó sẽ liệt kê những cái bản firmware mà điện thoại anh chị hiện tại có thể tải về và cài đặt. Thì 18.7 là thấp, 18.7.7 nè, 18.0 là chính thức, còn bản Beta thì mình sổ xuống. Ở đây nó sẽ có là 18.1 Beta 4. Thì 18.1 Beta 5 thì bị fix ha. Thì mình sẽ cài đặt 18.1 Beta 4. Rồi sau đó mình tải về, mình bấm Import. Đây, ở dưới đây thì mình chọn, một là mình giữ lại cái data dữ liệu ở trên máy, còn nếu mà muốn bỏ thì mình sẽ chọn chế độ này. Muốn giữ lại dữ liệu thì chọn chế độ này ha. Rồi, vậy là mình sẽ lên được cái phiên bản 18.1 Beta 4 đây. Rồi, sau khi mình đã nâng cấp lên rồi á, thì ở trên điện thoại của mình sẽ thực hiện một số bước nữa. Đầu tiên thì mình sẽ truy cập vào cái trang Misaka X. Đây mình sẽ gõ ha, Misaka X. Đó, bây giờ mình sẽ bấm tìm kiếm. Thì nó sẽ ra cái trang này, mình sẽ bấm vào đây. Đây là thực hiện ở trên điện thoại ha. Rồi bây giờ mình sẽ cần một đây, nó sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn biết là ở đây nè, nó sẽ có những cái tính năng gì trên những phiên bản iOS bao nhiêu. Thì đây mình có thể đọc ha. Còn đây thì mình sẽ giới thiệu, thì mình bỏ qua bước này. Đâu rồi, mình sẽ tải cái đâu, xuất cấp. Đây mình sẽ nhớ ở đây nó sẽ có một cái xuất cấp nè, để mình get cái file về, mình bấm vào đây. Thì nếu mà trên máy anh chị đã có sẵn cái xuất cấp này rồi á, đây cái xuất cấp này rồi, thì mình có thể add trực tiếp luôn. Còn nếu mà không có thì mình có thể vào ở trong cái App Store ha. App Store ở đây, sau đó mình gõ cái xuất cấp thôi. Đó, rồi sau đó mình tải nó về. Ok, rồi ở đây mình sẽ bấm vào để mình thêm nó. Rồi bấm Add nè. Ở đây là nó đã có rồi, thì giờ mình cứ thêm vào thôi. Rồi sau khi mà thêm vào rồi thì mình sẽ thấy ở đây ha, mình sẽ bấm vào đây. Nó hỏi là có cho phép hay không, bấm cho phép. Rồi bây giờ nó sẽ hỏi mình sẽ lưu ở vị trí nào, thì mình sẽ chọn đây, mình lưu trên điện thoại ha. Rồi sau đó mình lưu ở đây, mình bấm Open. Ok, thì nó sẽ lưu. Và ở trên máy anh chị và các bạn sẽ có một cái ứng dụng có tên là File này. Đây, ở đây mình lưu cái bản mới nhất này ha. Rồi bây giờ mình làm thế nào để cho cái bản này nó sẽ vào máy tính, thì cũng khá đơn giản thôi. Thì mình có thể áp dụng cái cách này. Mình gõ cái chữ File Transfer ha. Đúng rồi đó. Sau đó mình up cái file đó lên, up lên trên cái trang web này. Đây, bấm vào đây. Rồi ok, sau khi mà nó up xong rồi mình sẽ copy link đó. Mình sẽ mở thêm một tab mới. Mình sẽ rút ngắn cái link lại bằng cách là mình sẽ tiny URL bằng cái công cụ tiny URL này. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ
bắt cái link vào đây. Đó. Rồi sau đó mình sẽ rút ngắn đó. Rồi cái link của mình bây giờ là rút ngắn lại thành như vậy rồi ha. Đó. Bây giờ anh chị và các bạn sẽ thấy. Rồi ở đây thì mình sẽ thực hiện trên máy tính ha. Trên máy tính thì anh chị và các bạn sẽ có cái ứng dụng Misaka X này. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái trình duyệt web lên. Sau đó mình tìm kiếm với từ khóa là Misaka X. Rồi mình bấm vào đây. Rồi ở đây mình sẽ tải cái bản này. Đó. Rồi đó. Đây có iTunes rồi ha. Đó, ok. Thì cái bản sẽ nằm ở vị trí đây. Này Windows hoặc là macOS thì mình tải nó về thì nó sẽ ở đây. Rồi tiếp theo mình sẽ gõ cái link này, cái link này lên trên máy tính ha. tinyurl.com set BDFB7IC6. Rồi BDFB7BC6. Ok, mình bấm copy lại. Sau đó mình enter. Đó, thì anh chị và các bạn sẽ thấy ha. Đó, nó sẽ ra đúng cái file giống như trên đây. Rồi bây giờ mình sẽ tải nó xuống. Đó. Ok. Cắt nó ra desktop luôn. Rồi, ở đây nó sẽ có hai cái file này rồi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ giải nén ra. Rồi, sau khi giải nén ra thì mình sẽ có một cái folder như vậy. Rồi, mình sẽ mở nó lên. Rồi, ở đây thì mình mở cái Misaka X này lên. Đó ha. Việc đầu tiên thì mình sẽ đưa cái file đó vào thì desktop nè. Đó thì nó sẽ nhận ra iPhone 12. Rồi. Ở đây thì anh chị và các bạn có thể tích chọn rồi ha. Đăng nhập iCloud. Ở đây thì mình đăng xuất iCloud ra. Hoặc là mình tắt cái pin iPhone đi. Rồi ở đây mình sẽ tích vào Dynamics Charge Limit. On Display Apple Integrity. Anh chị và các bạn nào mà muốn mấy cái nào thì mình sẽ tích vào đây. Đó. Rồi camera. Rồi bấm apply. Bây giờ mình sẽ bấm apply nha. Rồi ở đây thì đây. Đó, nó báo gì ok. Điện thoại của mình nó sẽ khởi động lại. Nè, remember turn pin my phone back on. Rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra. Đây, đó. Apple Intelligence. Đây mình sẽ thấy. Apple Intelligence, bấm vô đây. Bật lên. Ok. Rồi Victory check-in. Đơn giản ha. Muốn kéo tới đâu thì mình cứ kéo tới đó thôi. Rồi display thì nó sẽ có cái on display. Rồi ghi âm cuộc gọi đúng không? Mình sẽ gọi thử ha. Ở đây nó sẽ có biểu tượng ghi âm cuộc gọi nè. Thấy không? Rồi. Đây là mình có cái Dynamics Island. Rồi, ok, tắt đi. Ok, đó, vậy là mình sẽ có mấy cái này. Đây ha.
Rồi thì để tắt xóa nó đi thì đơn giản thôi, mình sẽ bấm lên đây nè, nó reset đi, thì tất cả những cái tính năng này nó sẽ bị mất ha. Rồi, đó, thấy không? Không còn cái tính năng gì nữa hết, nó bị mất hết rồi ha. Đó, thấy không? Battery cũng không có luôn. Đây, đó, ok ha. Rồi, video của em đến đây là tạm dừng ha. Nếu anh chị và các bạn thấy video này hay quá, hãy like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube giúp em. Cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.